chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, được lộc tổ tiên, làm ăn trúng lớn, trúng số độc đắc, đổi giận vào sang, vào nước đố đổ dách. Đúng trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Quý anh chị tuổi Ất Mão thân mến, không phải mọi câu chuyện đều trải qua nhiều chương, đôi khi chúng ta đang sống chính là dấu chấm cuối cùng. Dù còn nhiều điều chưa làm hoặc bản thân nhân vật chính của đời mình chưa thực sự mãn nguyện với kết thúc ấy, nhưng khi một câu chuyện kết thúc, nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, điều cũ không thể lùi bước để nhường chỗ cho những khởi đầu mới mẻ. Đôi khi không cần phải cố gắng, níu kéo hay tiếc nuối. Có những điều trong cuộc sống được định sẵn để không trọn vẹn, đơn giản chỉ là như vậy, và không phải lúc nào số phận cũng gửi đến những dấu hiệu rõ ràng thông báo trước. Những khoảnh khắc quan trọng không hô hào, khi bước ngoặt cuộc đời đang đến gần, không khích lệ ta rằng đã đến lúc thay đổi, chúng ta chỉ có thể tiếp tục làm việc, tiếp tục bước đi, tiếp tục tiến lên, dù may mắn hay không, được số phận ưu ái hay không, thì cũng còn tùy thuộc vào vận may, vào đường đời của mỗi người. Thưa quý bản mệnh tuổi Ất Mão, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho Ất Mão được vàng bạc, tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong năm tháng cuối năm 2024 để giúp Ất Mão cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Xét tổng quan vận trình tử vi năm tháng cuối năm 2024 của tuổi Ất Mão 1975. Theo dự đoán của tử vi, năm tháng cuối năm 2024 sẽ là một khoảng thời gian đầy khó khăn và thử thách đối với tuổi Ất Mão. Thời điểm này, có nhiều yếu tố xấu ám ảnh đến cuộc sống, khiến cho những điều không mong muốn thường xuyên xảy ra. Đây là thời điểm lý tưởng để tránh các hoạt động quá sôi động và chờ đợi thời cơ. Nếu không có ý chí mạnh mẽ, Ất Mão sẽ cảm thấy áp lực rất lớn và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, hãy tự nhắc nhở bản thân phải trở nên kiên cường hơn. Đừng chỉ lùi bước khi gặp khó khăn, mà hãy tìm cách giải quyết kịp thời. Nếu cần thiết, hãy nhờ sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè xung quanh. Có thể năm tháng cuối năm 2024, tuổi Ất Mão có thể sẽ hứng chịu nhiều thách thức và khó khăn trong sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hôn nhân gia đình và việc nuôi dạy con cái. Sự bế tắc và khó khăn trong quản lý tài chính có thể làm Ất Mão mất niềm tin và ý chí chiến đấu. Tài vận giảm sút do ảnh hưởng của hại Thái Tuế, đòi hỏi kế hoạch quản lý tài chính của Ất Mão phải thật cẩn thận. Mặc dù khó khăn, nhưng năm tháng cuối năm cũng mang đến cơ hội để phát triển, sức mạnh và tìm kiếm giải pháp sáng tạo. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Ất Mão sẽ phải đối mặt với thử thách do tâm lý không ổn định và giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Sức khỏe giảm sút với nhiều yếu tố xấu ám ảnh, vì vậy Ất Mão cần chú ý đến thay đổi thể chất và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Về hôn nhân gia đình có thể đối mặt với xung đột và căng thẳng, yêu cầu sự kiên nhẫn và thông cảm trong việc nuôi dạy con cái. Tuổi Ất Mão cần sự kiên nhẫn và tình yêu thương để vượt qua những thách thức. Sau đây sẽ là cụ thể vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm tháng cuối năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong năm tháng cuối năm 2024 này, tuổi Ất Mão sẽ phải đối mặt với cục diện hại Thái Tuế và hung tinh trực phủ án ngữ. Công việc sẽ gặp phải nhiều vấn đề phức tạp, yêu cầu bản mệnh phải dành nhiều công sức và thời gian để giải quyết. Vì vậy, hãy cẩn trọng và tập trung từ đầu đến cuối, ưu tiên hoàn thành những nhiệm vụ hiện tại, thay vì suy nghĩ xa vời và không phù hợp trong thời điểm này. Sau nhiều năm chiến đấu, Ất Mão đã có một nền tảng vững chắc và không kém cạnh những người xung quanh. Tuy nhiên, tham vọng quá lớn khiến bản mệnh luôn muốn có nhiều hơn, đứng ở vị trí cao hơn. Tâm lý nóng lòng này có thể khiến Ất Mão đưa ra những quyết định vội vàng. Bất chấp hoàn cảnh, điều này có thể giúp bạn đạt được thành công ngay lập tức, nhưng trong tương lai sẽ gây hại cho Ất Mão và có thể dẫn đến những rắc rối về pháp lý. Không ai có thể giúp Ất Mão ngoài chính bản thân bạn, vì vậy, hãy điều chỉnh tâm lý của mình, biết điều gì nên làm và không nên làm. Trong thời điểm vận khí không thuận lợi như thế này, nói chung, hãy bình tĩnh và chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Năm tháng cuối năm nay, thương quan cũng có tác động đến tuổi Ất Mão, khiến bạn có thể trở nên bất cẩn trong công việc. Điều này có thể do Ất Mão không tập trung đủ hoặc phương pháp làm việc không còn hiệu quả,
khiến ý tưởng trở nên nghèo nàn. Đặc biệt, nếu liên quan đến dữ liệu hoặc chi tiết quan trọng, bạn có thể gây thiệt hại lớn cho công ty do sai sót cá nhân. Nếu may mắn, Ất Mão sẽ chỉ bị chỉ trích, nhưng nghiêm trọng hơn có thể bị sa thải và phải chịu trách nhiệm pháp lý, thậm chí bị kiện tụng và ngồi tù. Có những thời điểm, công việc gặp nhiều khó khăn và bế tắc trong thời gian dài, khiến Ất Mão mất niềm tin vào bản thân và đánh mất ý chí chiến đấu. Nếu không kịp thời điều chỉnh tinh thần, Ất Mão có thể rơi vào những suy nghĩ tiêu cực và thất bại là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra, hãy nhớ rằng Ất Mão cần phải cẩn trọng với những kẻ ghen tị và thù địch xung quanh mình để tránh những tình huống khó khăn trong công việc. Tốt hơn hết, Ất Mão cần duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và những người xung quanh. Tuy nhiên, tử vi trong năm tháng cuối năm cho thấy rằng Ất Mão có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người quý trọng. Điều này có thể giúp Ất Mão tiến bộ trong sự nghiệp, nhưng đừng quên rằng Ất Mão vẫn là người quyết định số phận của mình. Dù có nhiều ảnh hưởng xấu, nhưng vẫn có điểm sáng nhờ sự giúp đỡ của sao Thái Dương. Sao này đặc biệt có lợi cho nam giới, hoặc dự báo cho tuổi Ất Mão là khả năng nhận được sự giúp đỡ từ những người đàn ông lãnh đạo hoặc đồng nghiệp thân thiện và có tài. Hãy học hỏi kinh nghiệm làm việc từ họ. Đừng ngại khi gặp phải những vấn đề mà Ất Mão không hiểu và hãy nhờ họ cho lời khuyên, tránh giấu giếm. Nếu bạn bắt đầu công việc mới, hãy giữ thái độ khiêm tốn và thể hiện tinh thần cầu tiến. Đừng than phiền dù điều kiện thực tế không như mong muốn. Bản mệnh cần nhận ra những điểm yếu của mình và cố gắng học hỏi, rèn luyện để nâng cao khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc, từ đó duy trì vị thế và tạo cơ hội cho tương lai. Xét về phương diện tài lộc, năm tháng cuối năm sẽ là thời điểm khó khăn cho tuổi Ất Mão, khi bị ảnh hưởng bởi cả tương hại và hung tinh chủ về việc tiêu xài quá đà. Điều này có thể được giải thích bởi kiếp tài chiếu mệnh, khiến cho tiền bạc của họ bị lãng phí một cách đáng kể và thu nhập không đủ để chi tiêu trong cuối năm này. Tuổi Ất Mão sẽ gặp khó khăn trong việc tăng thu nhập, mặc dù có lòng tham vọng và mong muốn sống một cuộc sống khá giả hơn. Tuy luôn cố gắng tìm kiếm cách để gia tăng thu nhập, nhưng bản mệnh vẫn chưa gặp may mắn. Do đó, Ất Mão cần xem xét các phương án đầu tư ổn định hơn, chẳng hạn như đầu tư dài hạn hoặc đa dạng hóa nguồn thu nhập để giảm thiểu rủi ro từ biến động thị trường. Trong năm tháng cuối năm, bản mệnh nên tham gia vào các hoạt động đầu cơ một cách có chừng mực, không nên sao chép người khác mà phải phát huy sức mạnh riêng của mình. Mỗi người có một cách làm riêng và không phải lúc nào cũng phù hợp với nhau. Với sự nhanh nhạy trong việc kiếm tiền, Ất Mão có thể tích lũy được một khoản tài sản đáng ghen tị trong vòng một năm. Tuy nhiên, tầm nhìn của Ất Mão có thể bị hạn chế và dễ bị nóng nảy do điều kiện khách quan và chủ quan. Trong cuối năm nay, bạn chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua những tiềm năng lâu dài, có thể gây ra sự phá hoại cho những thành công đã đạt được. Năm tháng cuối năm cũng sẽ mang đến nhiều thách thức từ tình hình kinh tế toàn cầu, bao gồm suy thoái, cạnh tranh gay gắt và những yếu tố khác chưa được xác định. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh, không nản lòng và tích cực tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề. Nếu cần thiết, Ất Mão có thể tìm sự trợ giúp từ các chuyên gia hoặc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ngoài ra, thói quen tiêu tiền hoang phí và mua sắm quá đà của bạn cũng là một điều đáng lo ngại. Điều này sẽ mang lại gánh nặng tài chính lớn cho bản thân. Trong năm tháng cuối năm, bản mệnh sẽ phải đối mặt với những rủi ro khi có nguy cơ mất hoặc làm rơi các đồ vật quý giá. Điều này có thể gây ra tổn thất lớn cho Ất Mão. Nếu bạn đang có ý định đầu tư hoặc quản lý tài sản, hãy đặt sự an toàn và ổn định lên hàng đầu. Đừng mơ mộng về việc trở nên giàu có chỉ sau một đêm, bởi không có miếng bánh ngọt nào rơi từ trên trời xuống miễn phí. Bản mệnh cần tránh đầu tư vào những kế hoạch mạo hiểm hoặc theo đuổi xu hướng đam mê đỏ đen của đánh bạc. Đừng cho ai vay tiền trong cuối năm nay, vì có thể số tiền này sẽ không được thu hồi lại. Hãy nhớ rằng, việc quản lý tài chính tốt sẽ là nền tảng cho sự giàu có, ổn định. Vì vậy, hãy kiểm soát chi tiêu một cách hợp lý, đầu tư vào những lĩnh vực an toàn và tránh lãng phí quá mức. Hãy nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm để không phải lo lắng khi cần sử dụng tiền. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, năm tháng cuối năm 2024, cuộc sống tình cảm của những người tuổi Ất Mão sẽ gặp phải nhiều khó khăn do sự xuất hiện của cục diện hại thái tuế. Các mối quan hệ có thể trở nên khó khăn hơn, tình yêu đối diện với những biến động và mâu thuẫn gia tăng, yêu cầu sự nỗ lực và kiên nhẫn lớn hơn từ Ất Mão. Những người đã kết hôn cũng sẽ có những suy nghĩ tiêu cực, có thể trong tiềm thức,
Ất Mão luôn cảm thấy đối phương đã làm điều gì đó có lỗi với mình. Không khí gia đình thường căng thẳng, không có hòa khí, vợ chồng thường thường xuyên tranh cãi và có thể cãi nhau trước mặt con cái. Những tình huống như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến sự hòa thuận trong gia đình và có thể gây ra các vấn đề tâm lý cho con trẻ. Để đối mặt với những vấn đề tình cảm trong năm nay, Ất Mão cần giữ bình tĩnh và duy trì lý trí khi gặp vấn đề. Nên đối mặt và giải quyết trực tiếp, thay vì tự ý suy diễn và giữ trong lòng. Nếu không, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Với những người độc thân, dù vận may không mấy thuận lợi trong cuối năm nay, Ất Mão vẫn có thể hy vọng vào những cơ hội bất ngờ, có thể quá khứ đã để lại những vết thương khiến Ất Mão e dè khi bước vào một mối quan hệ mới. Nhưng nhờ sự thuyết phục của một người nào đó, Ất Mão có thể từ bỏ quá khứ và tự tin hơn vào bản thân, hy vọng vào tình yêu. Với sự thay đổi tích cực này, trong tương lai gần, Ất Mão chắc chắn sẽ tìm được tình yêu và hạnh phúc như mong muốn. Xét về phương diện sức khỏe, tử vi tuổi Ất Mão trong 5 tháng cuối năm cho biết, về mặt sức khỏe, Ất Mão cần cẩn trọng với những nguy cơ tiềm ẩn do ảnh hưởng tiêu cực. Cho dù là một căn bệnh nặng hay một vấn đề nhỏ, chúng đều có thể ảnh hưởng đến Ất Mão trong cuộc sống hàng ngày. Việc chú ý đến rèn luyện thể chất và duy trì một lối sống khoa học, lành mạnh là quan trọng. Điều này sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch và là chìa khóa để vượt qua mọi vấn đề sức khỏe. Đặc biệt trong cuối năm nay, Ất Mão cũng nên chăm sóc đến tâm lý của mình. Áp lực từ công việc, tài chính hoặc vấn đề tình cảm có thể dẫn đến suy nghĩ quá mức. Ăn không ngon, ngủ không yên, dễ dàng dẫn đến tình trạng kiệt sức. Hãy cố gắng tư duy tích cực để làm cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Đối với những người thường xuyên tập thể dục, việc tìm kiếm một lịch trình tập luyện phù hợp với cường độ vừa phải là quan trọng, nếu không xương khớp của Ất Mão có thể bị ảnh hưởng. Những người thường xuyên lái xe cũng nên chú ý đến việc lái xe an toàn và tuân thủ luật giao thông. Những người làm việc ngoài trời cũng nên tăng cường nhận thức về an toàn và cẩn trọng để tránh té ngã, chảy máu hoặc bị thương khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn và nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài việc chú ý đến sự thay đổi về sức khỏe của bản thân, quan trọng hơn là quan sát sức khỏe của gia đình, đặc biệt là người già có thể bị ốm và trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, tuổi Ất Mão hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với những khó khăn, khúc mắc trong sự nghiệp. Vấn đề không chỉ xuất phát từ mọi người xung quanh, mà quan trọng là từ chính bản thân bạn. Nếu không chú ý sửa đổi thì mọi việc sẽ mãi lâm vào bế tắc. Trên thực tế, bản mệnh vốn là một người thông minh, có cách làm việc sáng tạo. Song như vậy không có nghĩa là bạn biết và đánh giá đúng tất cả mọi điều. Có những khi cái nhìn của con giáp này vẫn còn rất phiến diện. Vì thế, bạn hãy học cách lắng nghe ý kiến của cả mọi người xung quanh để có cách nhìn nhận vấn đề rộng hơn trên nhiều góc độ khác nhau hơn. Trong một tập thể, bạn không thể làm việc một mình một kiểu. Chỉ khi phối hợp với mọi người xung quanh, các công việc nhóm mới có thể tiến triển suôn sẻ được. Vì thế, đã đến lúc bạn hạ cái tôi của mình xuống để thỏa nghiệp với mọi người. Đừng tưởng rằng cứ thể hiện tài năng quan điểm là sẽ được mọi người đánh giá cao. Quan trọng là bạn cũng phải biết cách làm việc nhóm. Tháng 8 âm lịch này vẫn có các tinh nâng đỡ, nên mọi việc của bản mệnh không phải là không có cách cứu vãn. Chỉ cần con giáp này cởi mở, hòa hợp hơn với mọi người, thì vẫn có thể xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa. Mọi người xung quanh cũng vẫn sẽ sẵn sàng hợp tác cùng bạn, giúp đỡ bạn vượt qua được khó khăn. Xét về phương diện tài lộc, tháng 8 âm lịch này, phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão cũng khó có thể phát triển thuận lợi được như dự tính. Bản mệnh cần dành thời gian xem xét lại cách thức làm việc của mình. Có thể vấn đề nằm ở chính bản thân bạn, vì thế đừng vội đổ tội cho người khác. Trong các công việc quen thuộc, bạn chớ nên lơ là coi thường các yếu tố tác động. Chuyện làm ăn kinh doanh luôn không ngừng biến động, có thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Nếu con giáp này chủ quan, tức là bạn đang tạo cơ hội cho đối thủ lợi dụng dương lên đấy. Điều quan trọng trong việc làm ăn là giữ chữ tín. Vì vậy, dù đôi khi phải chịu thiệt về mình, song nếu đã cam kết với khách hàng thì bạn nên cố gắng thực hiện cho đúng.
Hiện tại, tuổi Ất Mão có thể phải chịu thiệt thòi nhưng bảo toàn được danh tiếng, giữ được danh tiếng, bạn sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai. Với người làm công ăn lương, công việc dậm chân tại chỗ khiến bản mệnh khó nhận được khoản tiền thưởng nóng hoặc hoa hồng mong muốn. Đây là lúc bạn cần thay đổi cách thức làm việc, chủ động hợp tác với mọi người xung quanh hơn. Nếu dự án hoàn thành được đúng tiến độ, con giáp này mới có thêm đồng tiền chảy về trong túi. Hung tinh đại hao xuất hiện còn là dấu hiệu cảnh báo bạn dễ mất tiền cho những việc không chính đáng. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày, bạn cần hạn chế chi tiêu phung phí vượt quá khả năng chi trả của mình. Trong các hoạt động đầu tư kinh doanh, tuổi Ất Mão chớ nên cả tin nghe theo lời của những người không thực sự hiểu rõ. Nếu không bạn dễ rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, chuyện tình cảm của tuổi Ất Mão tháng này cũng phủ một màu ảm đạm, mà nhiều khi nguyên nhân cũng từ chính bản mệnh mà ra. Bạn thường đặt cái tôi của mình lên quá cao, làm ngơ trước những cảm xúc của người ấy. Đôi bên không tìm được tiếng nói chung, lại không sẵn sàng nhường nhịn nhau, nên quan hệ càng lúc càng trở nên căng thẳng. Con giáp này cần phải xem xét hành động của mình. Một khi đã hứa với nửa kia và những người thân thiết điều gì thì cần thực hiện cho đúng. Bạn cũng chớ nên đặt ra những yêu cầu quá cao cho mọi người, đến khi không được thỏa mãn thì thất vọng, bực bội, thậm chí có tư tưởng tìm niềm vui bên ngoài. Nếu bây giờ bản mệnh không biết trân trọng những gì mình đang có, thì đến khi mất đi rồi, bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc vô cùng nếu không thể tự tìm được hướng giải quyết cho mối quan hệ của bản thân. Con giáp này có thể tâm sự với những người thực sự đáng tin cậy để được gỡ rối. Tin rằng những lời khuyên chính xác của người ngoài cuộc sẽ khiến bạn nhìn nhận rõ hai mặt đúng sai của vấn đề. Với người còn độc thân, do sao bệnh chiếu mệnh nên bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, thích ở một mình chứ không muốn giao lưu, tiếp xúc với mọi người xung quanh. Đây chính là lý do khiến cho tuổi Ất Mão thường từ chối lời làm quen giới thiệu của người khác giới. Trong tháng này, vận trình tình duyên của bạn vẫn dậm chân tại chỗ, chưa có tiến triển rõ rệt. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Ất Mão tháng này cũng có dấu hiệu suy giảm. Bạn kém ăn kém ngủ, kém nghỉ ngơi, thiếu bồi dưỡng, nên dễ mắc các bệnh giặt giảnh. Khi thay đổi thời tiết, con giáp này cần thay đổi lối sống của mình, chú ý làm việc và nghỉ ngơi đều độ, ăn uống đúng giờ giấc và khoa học. Đặc biệt, nếu có thời gian rảnh thì nên tham gia các hoạt động thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe. Trên phương diện tinh thần, bản mệnh cũng thường xuyên cảm thấy uể oải, buồn chán, để không rơi vào trạng thái stress, bi quan. Bạn nên tâm sự và giao lưu với mọi người nhiều hơn. Bạn có thể không cần mở rộng mối quan hệ xã giao của mình, nhưng hãy gắn kết tình cảm với những người thân thiết. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, thực chất thì sự nghiệp của tuổi Ất Mão tháng này vẫn sẽ có những bước tiến nhất định nhờ có nhị hợp xuất hiện nâng đỡ. Bạn biết cách lập kế hoạch sắp xếp công việc hợp lý, nên dù nhiệm vụ được giao có nhiều đến mấy thì bạn vẫn có thể hoàn thành hành một cách khá khoa học. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng giúp cho bản mệnh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Công việc khó khăn cũng sẽ có hướng giải quyết nhờ phát huy được sức mạnh của tập thể. Tuy nhiên, con giáp này cần phải kiên định hơn với mục tiêu mà mình đặt ra. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng phải tin tưởng vào bản thân, chớ nên bị lung lay bởi quan điểm của người này người khác. Việc thường xuyên băn khoăn, do dự, thậm chí thay đổi kế hoạch mà mình đã xác định từ trước cũng khiến nhiệm vụ của bạn phải tốn nhiều thời gian để hoàn thành hơn, thậm chí kết quả cuối cùng chệch khỏi mục tiêu ban đầu mà bạn đã đặt ra. Khi phải đối diện với nhiều bấp bênh trong sự nghiệp, dưới tác động của mộc dục, bạn thường xuyên cảm thấy bối rối, mờ mịt khi nghĩ về tương lai của mình. Con giáp này chưa xác định được điểm mạnh của bản thân, nên làm việc gì cũng tự thấy không hài lòng, muốn thay đổi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Những lúc như thế này, bạn nên hỏi ý kiến của mọi người xung quanh, đặc biệt là người đi trước và những người đáng tin cậy. Tháng 9 âm lịch này, tuổi Ất Mão có thể gặp được một vài cơ hội làm ăn khá triển vọng. Nhờ có nhị hợp nâng đỡ, bạn nên tận dụng các mối quan hệ xã giao mình đã xây dựng từ trước, để khiến việc kiếm tiền thêm phần thuận lợi. Bản mệnh có thể mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình hoặc kinh doanh thêm những loại mặt hàng mới, giúp phát triển quy mô làm ăn. Tuy quá trình thực hiện còn gặp phải một vài khó khăn, nhưng không đáng kể,
Chỉ cần bạn cố gắng thì ắt có thể vượt qua và thu về một khoản lãi lời cho mình. Con giáp này chớ nên vì những điều không như ý trong công việc mà nghi ngờ bản thân. Thậm chí thay đổi hướng đi mình đã đặt ra từ trước đó. Hãy kiên định với mục tiêu mình đã đặt ra và cố gắng đến cùng mới mong sớm nhận được kết quả. Xét về phương diện tài lộc, Nguyệt lệnh mộc dục khuyên những người còn thiếu kinh nghiệm chớ nên quá hấp tấp làm giàu. Nếu việc gì bạn cũng muốn bắt tay vào làm trong khi còn chưa hiểu rõ thì rất dễ rơi vào rắc rối, thậm chí lạc mất phương hướng ban đầu của mình. Thời điểm này, tốt nhất bản mệnh nên dành thời gian để học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Đọc thêm sách vở để tích lũy kiến thức. Khi bạn đã thực sự vững vàng thì bắt tay vào làm cũng không muộn. Để tránh chi tiêu tốn kém, tuổi Ất Mão cần nhắc nhở bản thân hài lòng với những gì mà mình đang có. Đặc biệt không nên quá chú ý đến chuyện ăn mặc, tiêu dùng. Nhất là khi tình hình kinh tế còn chưa ổn định, bạn chớ nên mù quáng chạy theo những thứ xa hoa, hào nhoáng, thậm chí đánh mất bản chất thực sự của mình. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, nhờ có nhị hợp che chở mà các mối quan hệ của tuổi Ất Mão phát triển rất tốt. Bạn nhanh chóng xây dựng được quan hệ với mọi người xung quanh, cho dù là trong lần đầu tiên gặp gỡ. Chính vì vậy mà đường tình duyên của người độc thân có dấu hiệu khởi sắc nhất định. Bản mệnh biết chú ý ăn mặc, trưng diện, nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người khác phái. Tháng này, bạn có thể nhận được nhiều tin nhắn làm quen, hỏi thăm từ mọi người. Tuy nhiên, con giáp này chớ nên dễ dàng ngả lòng với bất cứ ai. Muốn có tình cảm phát triển bền vững, bạn cần cho đôi bên một khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu về nhau, từ đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Ngược lại, với người đã lập gia đình, bạn phải chú ý đến tác động của ngũ hành xung khắc. Các mối quan hệ phức tạp thường đem tới ảnh hưởng không tốt cho mái ấm của bạn. Dù có được mọi người xung quanh yêu mến đến mấy, bạn cũng cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp, đặc biệt là với người khác phái. Bạn chớ nên vì một phút ham vui mà vướng phải quan hệ mờ ám với người khác, khiến cho những người gần gũi thân thiết nhất với mình phải chịu tổn thương. Xét về phương diện sức khỏe, tháng 9 âm lịch này, tình hình sức khỏe của tuổi Ất Mão không có nhiều biến động. Về cơ bản bạn vẫn duy trì được thể trạng tốt, tinh thần hăng hái, tích cực để bắt đầu một ngày mới và những công việc mới mẻ, để có thể luôn luôn khỏe mạnh. Con giáp này nên nhớ có chế độ sinh hoạt khoa học, không làm việc hoặc vận động quá sức. Chế độ ăn uống khoa học cũng cần được quan tâm, chớ nên ăn quá nhiều đồ ăn cay nóng hoặc đồ có nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, để tinh thần được nhẹ nhõm, vui vẻ, bạn nên tăng cường trò chuyện tâm sự với người mình thực sự tin tưởng, tốt nhất là với cha mẹ hoặc nửa kia của mình. Việc ấy không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hơn, mà còn góp phần gắn kết tình cảm gia đình. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này có tam hợp cục che chở, công việc của tuổi Ất Mão đang có những bước tiến rõ rệt. Con giáp này dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó, và đây cũng chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa trong tương lai. Hầu hết các kế hoạch của bản mệnh đều có tiến triển tốt và đem về kết quả khả quan. Thậm chí một vài hạng mục bạn không đạt quá nhiều kỳ vọng, nay cũng có bước chuyển biến bất ngờ, mang tới sự tự tin lớn lao cho bạn. Sự tự tin cũng giúp cho tuổi Ất Mão đặt ra những đích đến cao xa và nóng lòng chinh phục. Tuy nhiên, đừng quên lập kế hoạch cần phải dựa trên năng lực của bản thân, chứ nên mơ ước quá diễn dông mà tự tạo thành áp lực. Con giáp này sẽ chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có, bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Tuy nhiên, có thể vẫn có một vài chuyện rắc rối xảy ra nếu bản mệnh quá ngạo mạn với những gì mình đang đạt được mà đâm ra chủ quan ngủ quên trên chiến thắng. Những thành quả trước đó trong công việc khiến bạn trở nên vô cùng tự tin, thậm chí là kiêu ngạo. Chính vì thế mà con giáp này luôn cho mình là đúng, không chịu thỏa hiệp với người khác. Hung thần thiên quan sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên, bởi bạn càng tỏa sáng thì càng dễ lọt vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân ganh ghét. Do đó, lúc nào tuổi Ất Mão cũng phải chú ý đến thái độ và làm việc thận trọng để bảo toàn thành quả. Xét về phương diện tài lộc, tháng 10 âm lịch này, chẳng những công việc mà tài lộc của tuổi Ất Mão cũng rất đáng mừng. Con giáp này có những bước tiến rõ rệt trên con đường tăng tiến tài sản. Bản mệnh đã xác định được mục tiêu và đích đến của mình, nên không bao giờ đánh mất phương hướng.
Những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bạn có một nguồn thu dồi dào, dù không phát tài ngay lập tức thì cũng sẽ đủ ăn đủ tiêu, có của tích lũy. Tam hợp xuất hiện giúp chuyện làm ăn của bạn rất thuận lợi, thích hợp cho những công việc như ký kết hợp đồng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác. Bạn liên tục nhận được những hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào. Với sự thông minh tài hoa và đặc biệt là biết giữ chữ tín của mình, bản mệnh sẽ có thêm được nhiều dự án triển vọng cũng như cơ hội kiếm tiền tốt đẹp. Tuy vậy, con giáp này nên cẩn trọng trong làm ăn, giao tiếp, tránh thái độ kiêu căng, ngạo mạn quá đà, khiến đối thủ khó chịu, rèm pha. Càng làm ăn lớn, bạn càng nên đề cao cảnh giác tuyệt đối, không được tham lam quá đà, tránh gây ra những hậu quả nặng nề đáng sợ, đặc biệt là tự rước lấy tai bay vạ gió vào người, thiệt thân hại sức khỏe, mệt mỏi triền miên quá nhiều. Các cơ hội đầu tư lúc này mở ra trước mắt có thể khiến cho tuổi Ất Mão choáng ngợp. Việc khó khăn nhất đã đó là lựa chọn hạng mục phù hợp với mình, đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó. Hơn nữa, bạn nên chọn hạng mục mà mình biết rõ nhất, hiểu biết của bạn về nó nhiều nhất có thể thì bạn sẽ tự tin hơn. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn thì tức là nó có vấn đề thật, hãy tin vào trực giác của mình. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng 10 âm lịch này, vận trình tình duyên của tuổi Ất Mão khá dượng, mang tới nhiều tin vui cho bản mệnh. Với sự duyên dáng và tự tin của mình, con giáp này nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều người khác giới. Nhân duyên khởi dượng mang tới những trải nghiệm rất ngọt ngào và thú vị. Tuy nhiên, mặc dù đào hoa nở rộ, song bạn vẫn cần phải biết cách cư xử và lựa chọn thì mới có thể gặp được người như ý muốn. Đừng quên đầu tư cho bản thân về cả ngoại hình và mở rộng lòng mình để trò chuyện với mọi người. Thời gian này, tuổi Ất Mão có thể nhận ra rằng xung quanh mình luôn có những người chủ động tiến tới làm quen. Chỉ là bạn có sẵn sàng mở lòng không, hay vẫn muốn đặt sự nghiệp lên trên tình cảm. Đối với các cặp vợ chồng, để duy trì được niềm hạnh phúc trong tình yêu, đòi hỏi cả hai cùng vun xới cho tình cảm của mình. Vì thế hai người hãy gia tăng kết nối, đừng vì bận rộn quá mà lơ là việc quan tâm, trò chuyện với đối phương. Nhìn chung, đây vẫn có thể coi là một tháng yên bình cho những người đã kết hôn và một tháng tình duyên rực rỡ cho những người còn đang tìm kiếm tình yêu của riêng mình. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này nguyệt lệnh lâm đất bệnh lại thêm bạch hổ hung tinh xung chiếu, nên tình hình sức khỏe của tuổi Ất Mão đang có những dấu hiệu báo động. Một vài trục trặc về sức khỏe có thể xảy ra, biểu hiện là bạn thường thấy cơ thể mỏi mệt, thiếu năng lượng, ăn uống kém ngon, mất ngủ. Bản mệnh cần hết sức lưu ý, cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Thực ra là lâu nay bạn đã cố tình bỏ qua những dấu hiệu mà cơ thể ngầm báo cho bạn. Nếu có thể thì thời gian này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn là gắng sức làm thêm việc nọ, việc kia. Hung tinh còn mang điềm báo tai họa, thậm chí con giáp này còn gặp phải họa huyết quan, ảnh hưởng đến thân thể. Vì vậy, khi tham gia giao thông hay làm việc cần hết sức tập trung chú ý. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, tuổi Ất Mão gặp phải nhiều trắc trở trong sự nghiệp, do phải chịu tác động nặng nề của cục diện tương hình, nhiều áp lực dồn dập xuất hiện, khiến bạn khó có thể vui vẻ, suy nghĩ tích cực và cố gắng đến cùng. Có lẽ những kế hoạch bạn đặt ra vào thời điểm này chưa thực sự phù hợp, nên mới thường xuyên gặp phải nhiều cản trở đến vậy. Có thể con giáp này là người có tầm nhìn xa, nhưng lại chưa thực sự ý thức được năng lực của mình hoặc thực tế trước mắt. Vì thế, trước khi bắt tay vào làm việc gì, bản mệnh cần cân nhắc xem nó có phù hợp với bản thân ở hiện tại không. Không phải cứ có tham vọng là bạn đã gặt hái được thành công. Người làm lãnh đạo chớ nên ngạo mạn quá mức, bỏ ngoài tai ý kiến của nhân viên cấp dưới của mình. Không phải lúc nào quan điểm của bạn cũng là đúng đắn. Hơn nữa, trước khi triển khai một dự án nào đó, tuổi Ất Mão nên tham khảo suy nghĩ của nhân viên, bởi chính họ mới là người bắt tay trực tiếp vào làm việc. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn vốn là người hiếu kỳ, ham học hỏi, đặc biệt thường hay thích mộng tưởng lập kế hoạch phấn đấu cho mình. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ hiện thực với mơ mộng, đừng nên chìm đắm vào những điều không tưởng, kẻo đến khi đối diện với thực tế, bạn sẽ dễ rơi vào cảnh thất vọng. Xét về phương diện tài lộc, tháng 11 âm lịch này, vận trình tài lộc của tuổi Ất Mão chưa thực sự có những bước tiến đáng kể.
Có lẽ bạn cần phải tự nhắc nhở mình vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời tìm cách khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong quá trình làm ăn kinh doanh. Cục diện tương hình khuyên bản mệnh cần cẩn trọng hơn trong quá trình kết giao với người khác. Không phải ai nhiệt tình, vui vẻ với bạn cũng là những người đáng tin cậy. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách kéo gần khoảng cách với bạn để lừa lọc khiến tiền bạc đầu tư của con giáp này đổ sông đổ bể. Người làm lãnh đạo cần có cái nhìn thực tế hơn về tình hình trước mắt. Có thể bạn đang đánh giá không đúng năng lực của mình hoặc đang bắt buộc người khác làm quá sức. Nếu cứ không ngừng cố gắng vì một cái đích không tưởng, thì đến một lúc nào đó con giáp này sẽ cảm thấy kiệt sức và muốn bỏ cuộc. May mắn tháng này có các tinh thiên đức chiếu mệnh, bạn vẫn có cơ hội phát tài phát lộc nếu biết lập ra những kế hoạch chính xác hoặc chú ý hơn trong cách cư xử. Người làm ăn buôn bán chỉ cần kiềm chế bản tính nóng nảy của mình thì vẫn duy trì được những mối làm ăn đều đặn với khách hàng, đối tác. Người làm công ăn lương chú ý hơn đến các mối quan hệ của mình, không đắc tội với kẻ tiểu nhân thì vẫn hoàn thành những nhiệm vụ quen thuộc, lương thưởng ổn định. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, chuyện tình cảm của tuổi Ất Mão tháng này có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Dù là người còn độc thân hay người đã lập gia đình, nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn là người tự tin, sẵn sàng thể hiện điểm mạnh của mình để gây ấn tượng với người khác. Chính vì vậy mà người độc thân thường dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, được nhiều vệ tinh vây quanh. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì thế mà trở nên buông thả bản thân, giữ quan hệ với quá nhiều người hoặc quá vội vã đến với một ai đó. Nếu có ý định xây dựng các mối quan hệ nghiêm túc, trước hết bạn cũng cần là một người nghiêm túc, đồng thời cân nhắc kỹ càng về những điểm tương đồng cũng như khác biệt giữa hai người. Người đã lập gia đình có một nửa kia thấu hiểu, đối phương có thể tha thứ cho những hành động nóng nảy, bốc đồng của con giáp này. Song bạn đừng vì thế mà cư xử quá mất tự do, không để ý đến cảm nhận của người ấy. Có chuyện gì hãy bình tĩnh tâm sự, rồi đôi bên sẽ cùng nhau tìm được hướng đi. Ngoài ra, bạn cũng cần dành thời gian quan tâm hơn đến con cái của mình. Hãy trò chuyện với con nhiều hơn để hiểu nhu cầu và mong muốn của con là gì. Đừng áp đặt những mong muốn của mình lên con cái. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Ất Mão tháng này vẫn khá ổn định. Dù công việc nhiều trục trặc, rắc rối, khiến bạn thường xuyên cảm thấy muộn phiền, áp lực, nhưng may mắn là những cảm xúc ấy không ảnh hưởng lớn đến cơ thể bạn. Con giáp này nên tâm sự với mọi người xung quanh nhiều hơn để giải tỏa những tâm lý tiêu cực. Nếu có thể nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn, thì bản mệnh sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề, đưa mọi chuyện trở về với quỹ đạo đúng đắn. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya dậy sớm quá mức. Nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp, có như vậy bạn mới thấy tinh thần sảng khoái, sức khỏe cải thiện. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, bước sang tháng cuối cùng của năm 2024 này, tuổi Ất Mão được dự đoán sẽ đạt được những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp. Vận khí ít họa nhiều phúc, dù bạn theo đuổi ngành nghề nào cũng sẽ dễ dàng thăng tiến. Trong tháng này có nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, hỗ trợ công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Đây cũng là tháng rất thích hợp để ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch quan trọng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn khi đang dưỡng cát khí. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư xây dựng có thể mạnh dạn triển khai dự án mới đều thành công tốt đẹp, nhưng nên nhớ làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể. Thời điểm trước Tết nên đặt nền móng chắc chắn để chuẩn bị cho kế hoạch chính khi ra Tết, đừng vội tiến hành một cách mù quáng kẻo nhận lấy thất bại. Đây cũng là tháng con giáp này khá dưỡng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt. Thông qua đó, bạn cũng có thể nâng cao giá trị của mình khi có thêm sự hậu thuẫn của sao Tả Phù. Nếu có cơ hội được tham gia những cuộc hội họp, hội thảo hoặc công tác, bạn nên nhiệt tình nhận nhiệm vụ, bởi đó sẽ là môi trường để tuổi Ất Mão được gặp gỡ những người giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và được họ chỉ dẫn nhiều kinh nghiệm quý giá. Không thể không nhắc tới khả năng hòa hợp với mọi người của con giáp này, vận khí lên cao giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp ở mọi chức vụ, mọi hoàn cảnh. Đây là thời điểm thích hợp để tăng cường giao tiếp, mở rộng mạng lưới, sẽ rất có lợi cho công việc về sau. Tuy nhiên, bên cạnh những các tinh kể trên, tháng này còn có sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh,
nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận kẻo chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể trở thành cái cớ cho tiểu nhân gây bất lợi. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng thù hận, hoặc có kẻ tiếp cận bạn chỉ để lợi dụng vừa hơi, vì muốn chiếm đoạt được thứ gì đó từ bạn. Chính những đối tượng này là rào cản không nhỏ trên con đường tiến thân của tuổi Ất Mão, bạn chớ nên chủ quan. Xét về phương diện tài lộc, nhìn chung trong tháng chạp này, bạn làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Không chỉ công việc, mà tài lộc của tuổi Ất Mão trong tháng 12 âm lịch này cũng nhận được sự che chở của nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh, nên khởi sắc rực rỡ là điều đương nhiên. Đây là tháng cận Tết, thu nhập tăng tiến nhanh chóng và đến từ nhiều nguồn, giúp tâm trạng của con giáp này vô cùng hân hoan. Người làm công ăn lương đạt được nhiều thành công trong công việc, như thế mà mức đãi ngộ cũng cao hơn. Cuối năm là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao, tài vận tăng tiến cũng không quá bất ngờ. Chỉ cần bạn tập trung làm tốt việc của mình, thù lao nhận về sẽ vô cùng xứng đáng. Nếu có thời gian rảnh thì giúp đỡ mọi người, các mối quan hệ xã giao nhiều vậy cũng được cải thiện trông thấy. Bản mệnh không còn phải đau đầu xử lý những rắc rối thì phi không đâu. Người làm ăn kinh doanh cần nắm bắt cơ hội để hốt vàng, hốt bạc. Ở thời điểm Tết đã đến rất gần này, thị trường đang rất sôi động, bản mệnh có thể sẽ có một tháng tất bật với hàng Tết hàng hóa lưu thông tốt. Nhưng đồng thời sức cạnh tranh cũng tăng cao, điều này đòi hỏi bạn phải có sự nhạy bén và tinh nhanh để tìm ra hướng đi phù hợp. Tháng này sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư. Dù vậy, tuổi Ất Mão cũng nên hết sức thận trọng kẻo gia chạm với tiểu nhân ganh ghét. Hùng hạp nên chú ý trong khâu chọn người, đừng quên hung tinh thiên cẩu vẫn rình rập, có thể gây hại cho bạn bất cứ lúc nào. Mua sắm Tết nên có chừng mực để tránh tình trạng lạm chi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, chuyện tình cảm của tuổi Ất Mão trong tháng chạp này có thể coi là hài hòa, ổn định. Đời sống tình cảm vợ chồng không có vấn đề nào phải lo lắng. Trong ấm ngoài êm, tuy đôi lúc vẫn có cãi giả xảy ra, nhưng đôi bên nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng hòa khí gia đình. Ở thời điểm năm hết Tết đến, người độc thân vẫn có một vài cơ hội đào hoa, nhưng vẫn cần phải nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại. Với những ai đã từng có vết thương trong lòng hay quá khứ, hãy mạnh dạn buông bỏ tất cả, mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới. Có như vậy bạn mới sớm tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Ất Mão tháng này khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng. Nhưng công việc tất bật dịp cuối năm dễ cuốn bạn đi thường xuyên, nên bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn tới lao lực, đổ bệnh bất chợt. Con giáp này nên lưu ý vấn đề này để có đủ sức khỏe còn đón Tết an vui. Bên cạnh đó, tuổi Ất Mão cũng cần đề phòng hung tinh thiên cầu gây họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ. Việc ăn uống cần đảm bảo an toàn dinh dưỡng đầy đủ, hạn chế ăn hàng quán không đảm bảo vệ sinh, có thể bị ngộ độc. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, vượt qua ba cạm bẫy này của nhân sinh, bạn sẽ tránh được một cuộc đời tầm thường. Nhân sinh trên đời, rất nhiều chuyện sẽ không thuận buồm xuôi gió, đều sẽ gặp phải một chút khó khăn trở ngại. Nhưng mà cổ nhân cũng có câu, thấy đủ thường đủ cả đời không nhục, biết dừng thường dừng cả đời không thẹn. Ba cạm bẫy mà người thường mắc phải, có lẽ là lời nói, tức giận và dục vọng. Nếu có thể nắm vững được ba điểm này, thì cuộc đời cũng sẽ không tầm thường, kiếp nhân sinh, vậy là cũng không uổng phí. Nói ít nhìn nhiều, tùy mặt gửi lời, trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, thị phi chỉ vì mở miệng nhiều, gây chuyện thị phi, phần lớn là bởi vì nói nhiều không chịu ngồi yên. Cổ nhân đã từng nói, nước đổ khó hốt, lời nói ra cũng giống như bát nước đã đổ đi, không cách nào có thể thu lại được nữa, muốn nói gì trước tiên phải suy nghĩ cho kỹ. Lão Tử nói, chớ nói nhiều sai nhiều. Trong kinh dịch cũng có nói, người hiền từ nói ít, người nóng nảy nói nhiều, lời nói dường như buông ra thật dễ dàng. Nhưng nếu không tế nhị, suy nghĩ kỹ một chút, không để ý tới sắc mặt của người khác khi nói chuyện, có khi kết cục lại tự rước họa vào thân. Nói tùy tiện, không kiêng nệ gì ai, cũng không cần biết người khác như thế nào, đây là sai lầm lớn nhất của kiếp nhân sinh. Tránh tức giận, học cách nhẫn nại. Trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, nhẫn được cơn giận một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Chữ nhẫn, ở trên là lưỡi dao, dưới là trái tim. Dù cho có đau đớn như dao cứa vào tim,
thì người làm việc đại sự cũng không thể tức giận. Gia Cát Lượng trong lần bắt phạt cuối cùng từng giằng co với Tư Mã Ý cả trăm ngày. Trong lúc Gia Cát Lượng nhiều lần khiêu chiến, Tư Mã Ý cố thủ không chịu ra ứng chiến. Gia Cát Lượng không còn cách nào, mới phái người đưa sang cho Tư Mã Ý một bộ quần áo của đàn bà. Nhưng Tư Mã Ý vẫn có thể nhẫn nhịn được mà không thèm để ý đến. Người bình thường gặp phải tình huống này thì sẽ không thể chịu được mà nổi xung lên. Mấy ngày sau thì Gia Cát Lượng mắc bệnh mà chết trên Gò Ngũ Trượng. Quân Ngụy không chiến mà thắng. Sau trận chiến này, Tư Mã Ý đạt được danh vọng chưa từng có, dần dần nắm giữ quyền hành của Ngụy Quốc, đặt nền móng cho triều đại nhà Tấn. Thử nghĩ nếu Tư Mã Ý không nhẫn nại được, rơi vào cái bẫy khiêu chiến của Gia Cát Lượng, vậy thì kết cục của ông chắc chắn sẽ không thể tốt được như thế. Tuân Tử từng nói, nộ bất quá đoạt, hỷ bất quá dư, ý tức là lúc tức giận cũng phải có chừng mực, khi vui vẻ cũng không được quá phận. Dù là lúc nào cũng phải nhớ rằng, không thể chỉ vì một sự tình mà khiến cho cảm xúc bị chi phối, phải nhẫn nhịn được cái tâm tình của bản thân. Đây chính là tu dưỡng, cũng là một loại đạo xử thế. Dễ nóng giận thì sẽ không thể nhẫn nại được, lòng dạ hẹp hòi. Đây là sai lầm thứ hai của kiếp nhân sinh. Tham lam vô độ, bị dục vọng khống chế. Trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi, thấy đủ thường đủ, cả đời không nhục, biết dừng thường dừng, cả đời không thẹn. Người biết đủ sẽ rất vui vẻ hạnh phúc, bởi vì bọn họ sẽ không bị dục vọng làm giấy bẩn, cũng sẽ không bị dục vọng sai khiến. Khi làm việc gì không thể vì chút dục vọng mà làm cho đến tuyệt tình, làm gì cũng phải lưu lại một chút khoảng trống, như vậy mới không tạo thành sai lầm, để rồi phải hối hận mãi về sau. Dục vọng là từ đâu, sự nhục nhã từ đâu mà có, cũng chỉ là hai chữ biết đủ. Lão Tử từng nói, biết đủ thì không nhục, biết dừng lại thì không nguy, thế mới có thể lâu dài. Những lời này chính là nói người ta sống thì phải biết đủ, người không biết đủ thì sẽ trở nên tham lam, cứ cố gắng lao đầu về phía trước, như vậy thì cách tai họa cũng không còn xa nữa. Có câu rằng, thân hậu hữu dư dông xúc thủ, nhãn tiền vô lộ tử hồi đầu, tạm dịch, sau lưng có đường lui nhưng không chịu buông tay, trước mắt muốn quay trở về cũng không còn lối. Câu nói ấy thật sâu sắc, là một lời ám chỉ của người xưa, chẳng phải nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác đó sao? Khi bị dục vọng điều khiển, biết rõ phía trước là vực sâu thẳm, nhưng vẫn cứ nhắm mắt làm liều, không chịu dừng lại, hãm sâu vào nơi tăm tối, đến lúc bị dục vọng khống chế thì hối hận cũng đã muộn. Trong Đạo Đức Kinh cũng có nói, yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều, chất chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều. Nếu không kịp thời khắc chế dục vọng thì đâu chỉ có mất và tổn đơn giản như vậy. Tham lam vô độ, không biết tiết chế, bị dục vọng điều khiển, đây chính là cái bẫy thứ ba của kiếp nhân sinh. Đời người phiền não không kể hết được, chỉ cần nhẫn được thì ngày mai trời lại sáng. Thân nơi bóng tối gặp phải nghịch cảnh cũng không được ủ rũ, tĩnh tâm lại tìm ra nguyên nhân, phía trước sẽ là bầu trời xanh. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.